Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ Xin, cô bé bút chì và bạn cún nhà Xin, Bạch Tuyết. Trước khi vẽ, các bạn chuẩn bị giúp cô bút chì, bút dạ, tẩy, giấy vẽ và màu sáp dầu. Xong rồi mình vào bài luôn nhé. Đầu tiên vẽ một hình tròn để xác định phần đầu mình cần vẽ. Kéo một đường cong sang bên này để vẽ phần má. Lông mày của bạn ý mình vẽ dày như thế này. Vẽ hai hình tròn làm mắt. Phần mũ mình dùng các đường cong để tạo nếp gấp của vải. Bây giờ mình vẽ Bạch Tuyết. Phần đầu của Bạch Tuyết cô vẽ ngay dưới cằm bạn Xin. Vẽ hai chiếc tai. Rồi đến hai chân trước nhỏ nhỏ nè. Đến phần thân và hai chân sau. Vẽ mắt và miệng cho bạn ý nữa. Xong Bạch Tuyết thì mình vẽ tiếp bạn Xin nhé. Vẽ một cánh tay đang ôm Bạch Tuyết. Rồi đến phần thân và chân nhỏ. Xong hai bạn rồi thì cô vẽ thêm một vũng nước mưa và thêm vài giọt nước. Mình lấy bút dạ tô lại nét chì. Với phần lông mày và mắt của bạn Xin, cô sẽ dùng bút dạ tô màu đen luôn nhé. Lúc tô viền Bạch Tuyết, mình vẽ cong cong một chút. Phần miệng Bạch Tuyết cô cũng tô đen. Xong rồi mình lấy tẩy tẩy hết phần chì thừa đi. Bây giờ là phần tô màu. Phần da bạn Xin cô sẽ lấy màu da để tô. Áo mưa có mũ này cô tô bằng màu vàng. Sau đó nhấn tối bằng màu vàng đậm. Giấy đi mưa của bạn ý là màu cam. Mình tô phần tối hơn bằng màu xanh dương và xanh trời. Bạch Tuyết có màu trắng nên cô sẽ để nguyên. Mình chuyển xuống tô vũng nước nhé. Cô tô một lớp hồng phấn trước. Rồi tô thêm một lớp xanh da trời nữa.
mấy giọt nước kia cô cũng dùng xanh da trời để tô, và dùng xanh dương nhấn tối. Thêm một chút xanh da trời làm mịn màu. Vậy là cô trò mình đã vẽ xong bức tranh bạn Xin và Bạch Tuyết rồi. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share, subscribe kênh YouTube Bụi Nhỏ để theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Cô chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.